ta chỉ nói chàng bé nó chứ không ta nói là ta kia nó khóc bún hoa ta lâu nó khóc bia kể cho tới cho nhà a chị nè chứ có cái chị lọc sẵn là còn cái chị ôi nó tập tàu gió nhiều chẳng tự lớn nó học nó chỉ tàu chứ là chị do này lót chí cho thầm bóng nó thế về cho tôi chỉ nào cũng nó của tôi liền nó chỉ tàu mỏ liền sẽ rửa chân. Ta lỗ đồ thay bọn này mà nó này hay luôn sao thế rồi ta lên lên tháo về năm mà cái thời điểm này phải đi ra lá tua để nó xì áp bộ như rong chai nhà không tạo nên hả nó phải nói cho nó hiểu vậy cho mai nên nhà thử chỉ thắt cho anh nhà thử thắt cho mà thôi đi không bữa nay nên nhà thử thắt cho anh cho có chỉ thắt cho cho nên chỉ nhà dùng mình để với dạng mơ hai thử chỉ thắt cho nó kéo dùng một lô thế dùng xe mà chẳng ấy giờ lô này toàn rút đâu bây giờ tết năm nay thì dùng như dùng chồng giờ dưới tên nhỏ ta trôn nè tôi ta ta lỗ tên nó có dụ dèm thì cũng như của tôi chỉ nát tăng nghiệp lo mà sẵn mắt để tăng khó tôi khi chăm hồ chăn nát được rồi bỏ đi em nó bị con rẻ để chăn nát bỏ đi nếu nó sẽ bị phiêu hồ cho hồ nó đi rồi nó có bị thọc hết tôi sẽ cho cũng được bị tha liền mà nếu tôi nhìn nó bị thắt rất rồi đấy, chẳng nói nó thổi nó bị thắt là chuyện gì vậy? Chuyện nó bị chuyện nổi à? Hả nè? Chúng ta làm món cá cơ. Mấy chuyện nào? Chuyện nó được rồi. Mấy chuyện sáng nào? Nó mới ngọt quá là đúng mà. Thấy nó như mọi là chứng nào cái gì nó bóp nhỉ không cái gì nó không chặt em không nó là chỉ đã ăn gì không bà xa lỗ đó anh nhìn em nó là cục bỏ rồi mà chuyện như người tướng của anh sau đó chẳng nhìn làm thì không đủ ô không thể sẽ sai nó mỏi rồi nó mỏi gì rồi hạt trồng, cái nó còn nó tổng mỏi rồi, sao mà khấn đâu kilo bảy kilo vậy, hả con, bảy đuôi nó lại cái gì mù chị em tôi cứ nói có một chi tiêu chi lô mà có nó còn để bài quân trả bài sản phát tên mà lại theo sai người nó nghĩ cho nó lo lắng biết đâu lo đó rồi cha biết đâu mà ai gì cho nhã đó bây giờ tôi có bài sản cho khẩu vì em nên mọi người chưa xem một cái bé chưa xem được cái gì hết á cứ sai mà ông tới đúng rồi đấy thế bây giờ sẽ mới không có mà đấy nó mốt của mình bị xong ốp hả ốp hả chưa hả còn nữa đâu mà đấy nó như ví dụ có nhà nha có nhà ốp tay liền để tiền tỷ cho nó như một đợt tay để tiền tiền à nó cứ sản phẩm một tay giấy cho để nó bây giờ lớn đột tổ để không sản phẩm chị lại đâu chị nó bây giờ nhốt của mình bây giờ để lên trong trâu sinh mà mọi người cho kiểu của nên mẹ cho tội đúng con không giờ cứ họ chỉ lo dạy là lo dạy các con nên thỉnh thoảng ai để đắt nghe nghe trời nghe chim sáy
那什么老人装的，装上的也不贴几不老的。哎呀，哎呀，哎呀，主要还可以，我不喊他，我不喊他。我跟你说我他们没了，我就找点我。哎呀，等老二嘛找到了，兄弟。我阿荣嘛，可能想帮你我找一下。还过。姐，现在我找的不是的，我也不是在老弄在老弄里去找啊。改天你阿荣。你现在跟你有账的，跟你那个账，那个账，他现在讲，他讲他打开那个口眼那个耳，那耳眼那挺凶，那啥呀？那大哥就讲了。那么大土地，没有什么多好的呢。他妈还不同的摸呢，就老人家。都不认识。你这样还那么多，人家发些大。不是你们见过什么多？我这边有人打工出来。中。等你也要要求，这样不缺。他今天不带，你叫我弄出来，让他们那等下给你画卡，等下。那刚给我的他们的卡，等下。还是等下一分钟就变成个好。姐，姐，快点来！还有其他宝宝。别人都走啊，你看。我让搬到哪个走嘞？有搞家具都走了。最近我让到那个朋友哎，过来，那个元杰过杭州，那个人可不能叫个姐，去哪？就跳啊！我哪？叫到点搞，那就到点。不好哎，今天这我给的东西有一不好啊。然后到今天看到那路上，人家弄的挺大嘞。
cho đánh hết chín rồi, người ta tỏi cắt đánh hết tốt hơn, có lần xuống mua lớn rồi. Ta chỉ trâu khủng lắm. Sao đi không phải cá chắc rồi. Cũng nước này để đi gió về chưa lên chị. Mình chỉ là tám là nó chả ra đây chị. Này tỏi à. Này tỏi à. Ủa này khăn là gì. Lấy như này chị khăn chị gỗ này. Bà phải đi ký giờ đó cho khai nói giờ cũng nói thì tao sẽ cho cái giá ký của tao không chè. Cũng chỉ xì. Đâu phải biết xì. À là đã lâu đến nào tôi mà bên này. Lâu ký cho bên này, lâu ký cho khai nói tốt. Để ôm chờ của chúng nó. Hãy biết là giả cá nè. Nó bên nó mò. Vâng. Một cái nhá, dê dê tắm mặt tôi nhìn thì nó sợ. Nhớ hả cơ hả? Một cái nhớ cái thì sợ chốt. Sát thả. Nó chỉ có vậy. À, bút to hơn hả? Nó chỉ có là bút to. Chạy bê sẵn là đỡ. Nhà bê sẵn là ô sẵn. Ô sẵn là bê sẵn. Lúc này thằng đẹp tỏ ô khá nhận không tỏ. Lúc này thằng không đợi nó sẽ đàn mà. Thế đu nhau sẵn đá á. Ê. Mình có kể lời đá chắc lấy một đúng không ạ? À chứ mua lúc kể đá. Chứ mua đá nó hát đồ có rồi. Ồ. Cho hát đồ có rồi. Mà lệ lo nọ. Ủa nhưng mà tôi nhau đá lo. Ừ. Sao chuyển nhau đá? Chứ nhưng mà người có bớt mấy lúc ra ở tầng có bớt mấy lúc nữa nó có sẵn lấy con bớt mỏ chị ấy nóng mẹ nóng mẹ đến nữa. Lấy cục bóng mò. Ờ, cục bóng mò chỉ to rồi chả lấy cục bóng mò. Một trong tầm đi thẳng đi. Em còn đi coi em có hỏi sao. Lấy một đôi chả lấy xuống đó, chả lấy một đôi chả. Cho nên hiện tại nhớ cái đấy là mua nhớ thẳng đôi tay nhưng chỉ cho giá đấy chỉ cho sợ.
Chuyện gì vậy? Em nha. Em sắp lòng mùa. Lòng mùa. Em có ý chí là ok. Em lắm mùa. Em chưa 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 nó khó thì em có chỉ chú muốn làm chi cho cần cho em chú một vài thì tôi bạn nên trong trong một lần một chút thôi tôi phải tôi ăn thịt và mặn cốt tao đi tao tán à quá chào không, 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 không